Ở đây vừa rồi đã làm xong cái bộ đèn cho cái thiết bị đèn tạo giả quân sự đấy. Thì đây mình vừa làm xong thì mình cũng mô tả lại để cho các bạn biết cách làm. Thứ nhất thì sử dụng cái ống là ống bên dưới là ống 21 này và một cái đầu côn thẳng. Đầu côn thẳng thì cái đầu côn thẳng nó dài tới tầm đây thì mình cắt đi một đoạn bằng đây. Đấy, thì tại sao cắt đi như thế thì thế này, tức là bên trong này thì sẽ sử dụng cái động cơ, loại động cơ này nhé, động cơ này. Nhưng mà trước khi dùng động cơ này thì các bạn nên thử, bởi vì trong đây có cái loại động cơ nó rất là chậm và cũng có cái loại động cơ rất là nhanh. Thế nên là mình phải chọn cái loại động cơ nào nó vừa tầm ấy. Đó. Thế sau đó thì sẽ hàn cái dây điện cho cái động cơ vào. Đó, để luôn vào trong này. Đó, thì trong cái động cơ này ấy, thì nó nhỏ hơn cái ống 21 này rất là nhiều. Thế nên là như tôi phải sử dụng một cái cao su để quấn xung quanh, dùng băng kính dính hai mặt để quấn vào cái thân động cơ, xong bắt đầu mới nhét vào vừa bằng cái lỗ 21 này. Đó, thì như cái bản này thì nhét vào phát là vừa bằng khít khít luôn. Thế thì đấy là về động cơ. Thế còn về cái đoạn cái đầu nối khi 21 này thì các bạn chú ý là mình sẽ đánh dấu, thì nó có một cái gọi là cái luồn dây đây, cái luồn dây này, sử dụng cái luồn dây này, cái này in 3D nhé. Thì cái lỗ này hiện tại bây giờ nó đang bị to hơn với cái trục động cơ, thế nên là tôi phải sử dụng keo nến, tôi bơm đầy vào đây, bên đầu này bịt này, xong bơm đầy kéo nến đây, xong đút cái trục động cơ vào thì nó mới dính được. Đấy, thì cái động cơ cái này ấy, thì sẽ quấn hai cuộn dây trên và cuộn dây dưới, cuộn dây trên thì luồn lên trên, cuộn dây dưới cũng luồn lên trên. Đấy, xong sau đó thì hai cái đầu dây đấy sẽ đấu với đèn. Thế còn chỗ này sẽ sử dụng hai thanh thép để chúng ta tì vào đây để lấy điện, cấp điện cho nó. Thì một cái tì bên đây, một cái tì bên đối diện. Đấy, thì ở đây tôi đang sử dụng thanh thép nò xo để uốn ra để làm dây thép. Thế nhưng mà các bạn chú ý là cái nò xo này ấy, thì nó lại không ăn thiếc, thế nên dây điện là phải quấn xung quanh xong rồi mới hàn cho thiếc vào để nó giữ, để nó truyền điện. Thì cái dây này thì hiện tại giờ cũng phải chấp nhận là thôi để cho nó ở phía ngoài thôi, cho ở phía ngoài. Luồn xong sau khi mà cắt xong rồi để một cái thanh thép nó chặn ngang qua đây này. Xong sau đó thì bắt đầu mình sẽ cài cái thép này vào, với cái cuộn dây bên trong. Sau khi cuộn dây xong cài xong, quay sơ bộ qua và cấp điện cho nó xem là đèn có sáng không. Nếu sáng ok thì lúc đó đầu tiến hành là đút cái trục động cơ vào bên trong này. Thì cái động cơ thì gắn liền với ống 21 này, xong lấy cái ống 21 này để động cơ cắm vào cái trục đấy. Nhưng mà trước khi cắm này thì bơm đầy keo nến bên phía trong tâm của cái lỗ trục này nhé. Xong sau đó thì bắt đầu này tiếp theo thì là sử dụng keo nến đổ đầy bên trên đây, dán cái chữ U này vào. Cái chữ U ở trong cái túi này hết cả cái chữ U đấy. Dán, dùng keo nến dán ở dưới thôi, không cần phải bắt vít đâu. Sau đó sau khi làm xong này thì bắt đầu bạn đổ keo nến thì bạn dán cái pha đèn, pha đèn keo nến nhé. Dán cái pha đèn thì cho hết cái keo nến ở phía dưới này. Xong đặt nó lên trên, nhớ là nó thò dư ra này. Đấy, sau khi làm xong cái thế thì chỗ này là bạn sẽ phải dựng luôn cái ống ken dây điện trước này. Đấy, xong hàn cái đèn này trước, trước khi dán cái keo nến ở phía dưới này vào nhé. Đấy, trước khi dán cái chữ U này. Đấy, sau khi làm xong cái này xong đầu đến khi mà dán chữ U xong thì lúc đó là mình chỉ cần uốn cái đèn lên. Uốn cái đèn lên là xong. Đấy, uốn đèn lên xong cái thì chỗ cái chữ cái pha đèn ấy thì các bạn chú ý là bạn sẽ phải phải khoét cái chỗ ống đèn này để cho nó vừa cái bóng đèn để chui vào. Đó. Và tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng cái keo 704. Đó. keo dẫn điện dẫn nhiệt cách điện. Đó. Chịu nhiệt. Đó. Thì chúng ta dùng cái keo này chúng ta dán. Tất nhiên là keo này dán thì chúng ta phải để vài tiếng đồng hồ nó mới khô. Đó. Thế thì sau khi làm xong này là chúng ta hoàn tất rồi. Đây. Một cái ống chiều dài của cái ống này thì chúng ta
và cũng đừng làm quá dài, như tôi thì tôi lấy khoảng tầm 10 phân hơn 1 phân gì đấy. Đó, làm cũng không cần dài quá. Cái này là xong, chúng ta cấp điện sẽ chạy thử. Chạy thử thì chúng ta nhớ là cái chiều của vòng của đèn quay đấy thì chú ý là nó phải phù hợp với lại cái gá mà ấy. Hiện tại giờ tôi đang để cho nó khô vì nó cũng chưa khô hẳn. Cái này thì đánh chắc phải qua đêm mới đến sáng xong mới khô được. Giờ động lao động vào nó lại nóng quá. Đó, thế là xong phần đèn. Nhưng mà cái quá trình mà ví dụ gắn keo ấy, khi mà gắn keo keo nó vẫn chưa khô, chưa nguội ấy, thì chúng ta phải giữ cho thẳng. Nó thẳng với cái tâm. Đấy, phần trên này nó thẳng xuống dưới thằng tâm này. Nếu không là dán xong rồi nó méo xẹo đi thì lúc đấy khó chỉnh lắm. Okay.